Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 5 bất thường để tiến hành hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung đến dự. Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại hội nghị Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có tờ trình giới thiệu. Trên cơ sở đó, 100% đại biểu dự hội nghị đã đồng ý hiệp thương cử ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024, thay bà Đặng Thị Kim Liên nghỉ hưu theo chế độ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng ông Ngô Xuân Thắng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn. Vì vậy, ông Ngô Xuân Thắng cần tiếp tục phát huy năng lực công tác, tiếp nối truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những đóng góp của bà Đặng Thị Kim Liên trong quá trình công tác, nhất là vai trò Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thể hiện rõ nét vai trò của Ủy ban Mặt trận là cầu nối giữa Đảng với dân. Bí thư Thành ủy chúc bà Đặng Thị Kim Liên luôn mạnh khỏe và mong muốn bà tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến đối với các hoạt động của Ủy ban Mặt trận cũng như quá trình phát triển của thành phố trong thời gian tới.